Chào các con, hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu số 8. Giờ thì hãy cùng cô đi khám phá nó nhé. 8. Số 8. Số 8. Ôi, số 8 biến đâu mất rồi? À, số 8 đây này. Chào bạn, tớ là số 8. Tớ là số 8 này. Cùng đếm với tớ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng mình đếm lại lần nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là đàn chim nhà cô Thảo có 8 con đấy. Tớ được viết như sau. Wow, bạn viết thật đẹp. Chúng mình cùng cô viết lại lần nữa nhé. Viết số 8 thật chính xác. Hãy luyện tập viết số 8 thật chăm chỉ để số 8 thật đẹp hơn nữa nhé. Các con yêu thích video bài giảng thì hãy nhanh tay đăng ký kênh để được xem những video mới nhất, và hãy truy cập website vutiến thành.com để được học những bài học hay và thú vị. Chúc các con có thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các con ở những video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tri thức chắp cánh thành công. Để học giỏi toán, hãy đến với vutiến thành.com.